lần đầu tiên trong đời mình đi làm xa nhà. Cũng là lần đầu tiên mình biết được thế nào là giao thông dịp lễ tớ. Trời ơi, nếu biết như vậy, mình đi máy bay cho rồi, thà tốn tiền một chút mà khỏe. Thưa cô, phiền cô mở vali ra một chút, chúng tôi phải kiểm tra. Nhưng mà tôi sẽ bị trễ giờ rồi. Xin cô hãy hợp tác. Không được. Cô à, chúng tôi muốn biết bên trong có cái gì. Cái này cũng phải mở sao? Đúng vậy. Trời bình tĩnh đi, để ta coi. Quá sợ luôn người ta. Trong này có một bộ dao. Cô có biết dao kéo là thuộc diện hàng cấm hay không? Tôi không thể đem theo những thứ như vậy lên tàu được. Cô mang theo để làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Đây là quà của bạn tôi, nhờ tôi mang giùm thôi mà. Với lại tôi cũng chưa từng mở ra xem nữa. Tôi thật sự không biết mà. Mời cô xuất trình giấy tờ tùy thân. Giấy tờ? Giấy tờ mình để đâu rồi ta? Rồi không có giấy tờ luôn. Vỏ sách của tôi đâu? Vỏ sách của tôi mới để ở đây thôi mà. Có ai nhìn thấy vỏ sách của cô hay không? Lúc nãy rõ ràng là tôi để ở đây mà. Chết rồi, giấy tờ để ở trong đó hết rồi. Nỗi quan này bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chính là hắn đó. Chính là hắn lấy mất vỏ sách của tôi đó. Chú mau tìm người bắt đi. Mặc áo màu trắng, cỡ người thì trung bình, nam giới, bị tình nghi lấy trộm túi sách. Trong vỏ gồm có... Không phải tình nghi đâu, đúng là ăn trộm mà. Được rồi. Bên trong có bóp tiền giấy tờ. Giấy tờ. Bóp tiền. Bóp tiền. Chú à, làm ơn cho hỏi vậy, khi nào tôi có thể tìm lại được? Dịp Tết nhiều người qua lại, cho dù có bắt được thì cũng đợi qua Tết. Qua Tết hả? Cô cứ yên tâm, sẽ thông báo cho cô. Thủ tục như vậy đã xong chưa? Bộ dao của cô phải để lại chỗ chúng tôi. Cô nói đồng nghiệp nhờ cô đem về giùm. Nhưng mà không có giấy tờ, tốt nhất là gọi đồng nghiệp cô đến xác nhận đi. Điện thoại cũng mất rồi. Điện thoại cũng mất luôn rồi hả? Làm sao bây giờ? Bị mất hết rồi. Chú cảnh sát ơi, làm sao đây? Vậy thì bây giờ cô có cách nào tìm được người bạn kia, rồi kêu cô ta tới nhận đồ về không? Việc đó tôi, cả nhà người bạn đó của tôi đi du lịch ở đảo Hải Nam hết rồi. Bây giờ chắc có lẽ đã đến nơi. Cô làm việc ở đâu? Công ty có người nào có thể chứng minh giúp cô được không? Tôi làm việc ở Phong Đằng. Phong Đằng? Doanh nghiệp lớn hả? Cô làm sao chứng minh? Tìm chủ tịch của tôi để chứng minh. Chủ tịch của cô? Trời ơi, sao mình lại liều như vậy chứ? Không không không, tuyệt đối không thể để cho anh ấy biết việc này được. Phải rồi, số điện thoại của A Mỹ cũng rất dễ nhớ. Phải. Chú cảnh sát ơi, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ số điện thoại của một đồng nghiệp. Tôi có thể gọi cho cô ấy đến xác nhận giúp. Chỉ cần tìm ra người giúp cô xác định là được. Mau liên hệ đi. Việc đó tôi có thể dùng điện thoại ở đằng kia có được không? Được, cô dùng đi. Alo, xin chào. A Mỹ hả? Tôi là Sam Sam đây. Bây giờ cô có ở Thượng Hải không? Sam Sam hả? Cô, sao cô gọi số điện thoại lạ vậy? Không phải bây giờ cô đang ở trên tàu để về quê sao? Tôi đang gặp một vài việc trục trặc. Bây giờ cô có thể đem theo giấy tờ của mình đến đồn cảnh sát ở ngoài ga tàu đón tôi có được không? Hả? Được, Sam Sam à. Cô đừng lo lắng quá nha. Chuyện nhỏ thôi mà, tôi sẽ tới liền. Tôi đợi cô. Chú cảnh sát à, đồng nghiệp của tôi nói là một lát nữa cô ấy sẽ tới. Được, vậy cô cứ ngồi đây đợi đi.
Cô Tiết ở đằng kia. Được rồi, cảm ơn anh. Cô Tiết xem sao. Tiểu Trương. Rơi xuống đảo lộn mất mọi thứ. Rốt cuộc là như thế nào đây? Nhìn sắc mặt của chủ tịch bây giờ, rõ ràng là còn đáng sợ hơn sắc mặt của chú cảnh sát lúc nãy nữa. Tiểu Trương à, có thể phiền anh đưa tôi tới khách sạn nào ở gần đây có được không? Là vì tôi đã dọn khỏi nhà của chị họ rồi, vẫn còn một ít đồ đạc để ở đó. Nhưng hai người họ hiện giờ không có ở Thượng Hải. Tôi cũng không có chìa khóa nhà chị ấy nữa. Hơn nữa bóp tiền và điện thoại đều bị mất hết rồi. À phải rồi, việc quan trọng trước mắt là phải đi mượn tiền. Chủ tịch cũng ở đây, sao mình có thể mở miệng nói với Tiểu Trương chứ? Không lẽ lại mượn tiền của chủ tịch? Thôi bỏ đi bỏ đi. Tiểu Trương, dừng xe ở ngã tư trên kia. Anh về trước đi. Dạ. Chào chủ tịch. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tiết Sam Sam, cô không có điều gì muốn nói với tôi hay sao? Mượn chủ tịch 1.000 tệ chắc là đủ rồi ha. Không, 1.500 cho chắc. Nhưng mà mở miệng ra mượn tiền cứ thấy kỳ kỳ sao? Hay là mình giả bộ nói vòng vo, sau đó đi thẳng vào vấn đề? Việc này, dạ, chủ tịch à, tôi muốn nói, chắc chủ tịch không thể lái xe có phải không? Anh mới vừa tham gia tiệc rượu gì đó mà. Nếu như lái xe sau khi uống rượu thì có vẻ không được lắm ha. Cô đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân hay là cho tôi vậy? Yên tâm đi, những trường hợp kiểu này tôi không cần thiết phải uống rượu. Có phải cô vừa mới nói với cảnh sát cô là nhân viên của phòng đằng? Tiêu rồi, đã bắt đầu tính sổ đòi nợ luôn sao? Dạ phải. Lúc nguy cấp như vậy mà cô vẫn không quên tôi sao? Tất nhiên rồi, lúc nào tôi cũng khắc ghi mình là nhân viên của tập đoàn Phong Đăng. Vậy tại sao hai ngày nay không thấy bóng dáng của cô đâu? Hả? Chủ tịch à, hình như anh đang đổi trắng thay đen thì phải. Mấy ngày nay rõ ràng là anh tự biến mất mà. Thấy chưa, bây giờ lật lộn với tôi kìa. Chỉ là tôi đang chăm chỉ làm việc. Cho nên chủ tịch à, anh có thể vì tôi đã cố gắng miệt mài như vậy, vất vả như vậy và không ngừng phấn đấu nỗ lực. Không biết anh ứng trước cho tôi một chút tiền thưởng có được không? Sau Tết tôi lập tức trả cho anh liền. Bóp tiền và điện thoại bị mất hết rồi, nên đang muốn mượn tiền tôi. Cô biết mà Tiết Sam Sam, tiền của tôi không dễ mượn vậy đâu. Bây giờ cô hãy suy nghĩ kỹ thêm chút nữa, xem là em muốn nói gì với tôi. Tôi có hai vấn đề muốn hỏi em. Tại sao ngày nào em cũng đến văn phòng của tôi? Và tại sao mỗi ngày em đều ăn cơm chung với tôi? Đều là vì tôi ra lệnh hay sao? Nếu như mệnh lệnh của tôi thực sự giống như thánh chỉ thì em giống như là một kẻ đã kháng chỉ.
Tôi hy vọng là em có thể suy nghĩ thật kỹ. Chủ tịch muốn nói đến câu này sao? Tất nhiên là tôi đã nghĩ rồi, nhưng thật sự chỉ là vì mệnh lệnh của anh thôi mà. Ít ra ban đầu là như vậy. Không đúng, không đúng. Mình mà nói ra đáp án này, làm sao có thể mượn tiền? Thiệt tình, đầu óc của mình sao mà suy nghĩ kém như vậy? Chẳng qua là mượn một chút tiền thôi mà, nhưng sao bây giờ lại khó hơn là đi cướp ngân hàng nữa? Việc đó, tôi nhớ mà. Tôi, tại sao tôi ngày nào cũng đến văn phòng tìm anh? Và tại sao mỗi ngày đều đến ăn cơm cùng anh? Không phải là vì anh đã ra lệnh cho tôi, mà là gì? Là gì? Là bởi vì tôi, vì tôi mê sắc đẹp. Tiếng Sam Sam, đầu óc mày có vấn đề rồi. Trả lời linh tinh cái gì vậy? Trả lời hay lắm. Nếu như em đã mê sắc đẹp, vậy những chuyện xảy ra sau đó có phải là do sắc đẹp vẫn chưa đủ để mê hoặc em không? Sao đó? Là muốn nói đến việc lời tỏ tình bị từ chối sao? Đúng. Nếu như mình thật sự mê sắc đẹp thì phải giải thích sao về việc cự tuyệt lời tỏ tình đây? Mình có thể nói ra sự thật không? Chủ tịch à, thật ra tối hôm đó là bởi vì tôi uống hơi nhiều, tự tin đến mức quá lố nên mới từ chối anh. Việc đó thực ra thì thực sự tôi là tôi rất thích mà còn làm bộ. Rất thích mà còn làm bộ. Nè. Tí Sam Sam, chúc mừng cô. Câu trả lời của cô làm tôi rất hài lòng. Thật không? Có nghĩa là anh sẽ cho tôi mượn tiền hả? Tôi cũng muốn đưa cô đến khách sạn. Chi phí ở khách sạn sẽ được trừ vào tiền lương của cô. Nhưng bây giờ tôi sẽ báo cho cô biết một tin tốt. Tôi đã đổi ý rồi. Hai ngày kế tiếp cô sẽ ở nhà tôi. Hả? Chủ tịch, đến nhà của anh ở là có ý gì? Khoan đã, tôi vẫn chưa đồng ý mà. Nếu cô hối hận thì xuống xe đi. Bây giờ mình mà ở đây thì đợi đến Tết Nguyên Tiêu cũng không đón được taxi đâu. Bây giờ chủ tịch à, bây giờ tiền nhà đúng là hơi mắc thật, nhưng cũng không đến nỗi phải sống xa như vậy chứ. Đây là nhà cũ, bình thường tôi không sống ở đây. Nhà cũ không phải là nơi sống cùng với ba mẹ chứ? Nghe nói ba mẹ của chủ tịch đã qua đời trong một tai nạn xe cách đây mười mấy năm rồi mà. Hơn nữa chủ tịch trước đây của tập đoàn đã nuôi dưỡng hai anh em họ cũng đã qua đời cách đây 3 năm. Ồ, có lẽ là lý do đó nên chủ tịch mới không thường xuyên về đây. Cậu chủ về rồi. Hành lý của cô Tiết ở đằng sau, chú lấy giùm cổ đi. Dạ được. Vào thôi. Mời cô Tiết đi lối này. Hả? Dạ.
Cất giùm tôi. Cô Tiết à? Xin mời. Cái này. Cô ngồi đi. Có gì không quen sao? Dạ không có. Cậu chủ à? Tài liệu của cậu đây à? Chủ tịch à? Chủ tịch, tôi có thể mượn điện thoại của anh một chút có được không? Tôi muốn gọi về cho ba mẹ mình. Không phải, tôi muốn dùng cái kia. Cảm ơn anh. Alo. Alo, mẹ. Sam Sam hả? Số điện thoại này của ai vậy? Con lên tàu về nhà chưa? Con không cẩn thận nên đã làm mất điện thoại và bớt tiền rồi, nên không có lên tàu về được. Cái gì? Con không lên xe còn làm mất điện thoại với bớt tiền, làm sao vậy hả con? Mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, giao thông ngày Tết rất đông người nên phải cẩn thận, phải cẩn thận. Sao con vẫn cứ làm mất đồ hoài vậy hả? Sao con không làm mất mình luôn đi? Vậy giờ con tính sao? Không lẽ là ở lại ga tàu lửa hả? Con bây giờ con đang ở nhà của đồng nghiệp mẹ. Đồng nghiệp? Đang năm mới vậy con có làm phiền nhà người ta không đó? Hay là bây giờ con hãy hỏi mượn đồng nghiệp một ít tiền, tranh thủ mua lại cái vé rồi về nhà đi. Nè, mà giờ có về cũng đã mùng 1 rồi còn gì. Dạ, vậy được rồi mẹ. Con biết rồi, con sẽ tự nghĩ cách mà, mẹ yên tâm đi. Bây giờ chắc chắn là không có mua được vé tàu rồi. Không biết đặt vé máy bay có được không ta? Chủ tịch à, cảm ơn anh đã cho mượn điện thoại. Chủ tịch, anh có thể đặt cho cô Tuyết một vé máy bay. Không còn sớm nữa, đưa cô ấy vào nghỉ đi. Dạ được. Tiểu Chu, hãy đưa cô Tuyết Sam Sam lên phòng khách ở tầng 2. Dạ quản gia, cô Tuyết xin mời theo tôi. Cảm ơn. Không có gì. Phòng ngủ ở phía đông. Dạ cậu chủ. Cô Tuyết à, đi bên này nè. Cô Tuyết, mời cô vào. Cô Tuyết à, đây là phòng của cô. Còn phòng của cậu chủ thì ở ngay bên cạnh à. Có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi bằng số nội bộ là được rồi. Vậy tôi xuống nhà trước nha. Cảm ơn cô. Dạ chào cô, chúc cô ngủ ngon. Tạm biệt. 是否？